Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập để kiểm tra giữa học kỳ 2 khối 7 nhé. Và cái phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 khối 7 này, cô sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các bạn cái format của đề kiểm tra nhé. Ở cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 thì cái format của nó cũng giống y như những gì mình đã gặp ở đề thi học kỳ 1. Chúng ta cũng sẽ gặp một la mã, cái phần phát âm. Thì cái phần phát âm này, người ta sẽ cho mình hai câu, mỗi câu 0,25 điểm, hai câu nửa điểm. Now choose the word whose underlying part is pronounced differently from that of the other words. Có nghĩa là mình sẽ chọn cái từ được gạch dưới mà có cách đọc khác với ba từ còn lại. Và các bạn nhớ mình phải đọc cái từ đó lên, mình thấy cái nào khác thì mình khoanh tròn nó. Ở phần thứ hai là đánh dấu nhấn nhé. Là choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. Cái phần này là cái phần đánh dấu nhấn. Cũng có 4 từ trong một câu. Mình xem từ nào có cái dấu nhấn nó khác với ba từ kia thì mình chọn từ đó. Và ở cái phần này chúng ta cũng sẽ gặp hai câu và mỗi câu 0,25 điểm. Phần 3 la mã là phần trắc nghiệm nha các bạn. Phần trắc nghiệm ABCD. Thì trong cái phần trắc nghiệm này người ta sẽ có thể sẽ hỏi chúng ta về thì chú ý những cái thì mà mình mới vừa học. Đó là thì quá khứ nè, hoặc là thì tương lai ở học kỳ 1 chúng ta đã gặp ha. Còn thì mới học nhất là thì quá khứ đơn, là trọng tâm ở thì quá khứ đơn. Chú ý cách dùng thì quá khứ đơn cho cô. Rồi dạng động từ nè, người ta có thể hỏi mình về dạng động từ. Rồi người ta cũng có thể hỏi chúng ta về cách dùng giới từ ha, giới từ, từ vận, giới từ hoặc là từ vận ha, ngữ nghĩa của từ. Như vậy thì chúng ta chú ý ôm cho cô tất cả những từ vận mà mình đã học từ bài 9 tới bài 12. Nội dung sẽ nằm trong từ bài 9 tới bài 12 ha, thì quá khứ đã học ở trong bài 9 tới bài 12. Tất cả những giới từ mình đã gặp ha. Để mình làm cho tốt cái phần trắc nghiệm này có 10 câu nha các bạn. Mỗi câu 0,25, như vậy cái phần này chiếm nhiều điểm nhất, đó là 2 điểm rưỡi. Phần 4 la mã, chúng ta sẽ gặp hai biển báo. Và hai biển báo này có thể là biển báo về giao thông, có thể là biển báo về những cái hình trong sách giáo khoa ha, mà chúng ta đã gặp trong sách giáo khoa thôi ha. Nó cũng rất quen thuộc, không có khó đối với chúng ta ha. Biển báo. Các bạn ôm lại cho cô những biểu báo về giao thông ha, và những cái hình trong sách. Phần tiếp theo là một bài đọc hiểu ha. Đọc cái bài này xong chúng ta sẽ làm hai câu true or false. Nhớ giùm cô là chúng ta không được viết tắt chữ true với lại chữ false nha các bạn, không viết CGF nha, mà chúng ta phải viết rõ chữ ra true hoặc là false, viết rõ chữ ra. Hai câu true false ha. Và còn lại chúng ta sẽ gặp hai câu trắc nghiệm về cái đoạn văn này. Hai câu trắc nghiệm về cái ý của đoạn văn này nha. Mình đọc thật kỹ đoạn văn, nắm thật kỹ cái nghĩa của đoạn văn. Sau đó chúng ta mới quyết định xem những cái câu trắc nghiệm đó là A, B, C, O, D để chúng ta chọn cho phù hợp với đoạn. Phần tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ gặp một đoạn văn điền từ. Ở đây chúng ta sẽ gặp 8 từ được cho sẵn. Và mình sẽ dùng lấy cái 8 từ đó chọn ra 6 từ đúng nhất để điền vào 6 chỗ trống bên dưới đoạn văn. Như vậy sẽ có 2 từ không xài tới, bỏ đi. Chúng ta chỉ sử dụng 6 từ và mỗi từ chỉ điền một lần thôi nha các bạn. 6 từ điền cho 6 chỗ trống, chú ý cho câu chỗ đó. Đọc cho thật kỹ đoạn văn nha, đọc cho thật kỹ đoạn văn và quyết định chọn từ nào để mà điền vào những chỗ trống bên dưới. Và nhớ 6 từ thì mỗi từ 0,25 điểm, 6 từ là 1 điểm rưỡi ha. Phần 7 la mã là phần word form. Cái phần này người ta sẽ cho mình 4 câu, mỗi câu 0,25, phần này được 1 điểm ha. Và vì từ vận ở bài 9 tới bài số 12 word form hơi nhiều, thành ra cô sẽ giới hạn cho các bạn một số từ, các bạn về nghiên cứu cái loại từ và cái ngữ nghĩa của những cái từ đó ha. Tí nữa qua phần thứ hai cô sẽ giới hạn cho chúng ta một số từ. Word form thì chúng ta chú ý trong một câu sẽ có động từ, danh từ, tính từ, trạng từ ha.
À, trong bốn câu ạ, bốn câu sẽ có một câu về động từ, một câu về danh từ, một câu về tính từ, một câu về trạng từ. Ha, chú ý đọc cho thật kỹ, xem câu đó dùng loại từ gì. À, để nếu đã xác định nó là động từ rồi thì chúng ta phải biến cái từ trong ngoặc về động từ của nó. À, như vậy chúng ta phải làm hai bước. Bước thứ nhất là phải xác định xem câu đó sử dụng loại từ gì. Bước thứ hai là phải thuộc cái loại từ đó viết như thế nào để điền vào chỗ trống. À, vậy chúng ta cũng cần phải học bài để cho cô nha, học từ nha, học từ cho thật là tốt nha. Rồi phần tiếp theo là sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Ở cái phần này thì chúng ta có hai câu, mỗi câu không 25 điểm. Và các bạn chú ý cho cô là người ta sẽ gợi ý từ đầu tiên bằng cách viết hoa từ đó. Chúng ta lấy cái từ đó lên đầu câu. Và những cái từ trong cái câu này đã đầy đủ hết rồi, chúng ta không được quyền thêm từ mới vào và cũng không được quyền bỏ bớt từ mà cái đề đã cho gợi ý. Ha, chúng ta phải dùng đủ tất cả những từ gợi ý để sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh cho cô. Phần cuối cùng đó là viết câu không đổi nghĩa. Viết câu không đổi nghĩa thì phần này có 4 câu, mỗi câu nửa điểm, 4 câu 2 điểm ha. Thì cái phần viết câu không đổi nghĩa này chúng ta sẽ gặp 4 cấu trúc mình đã học từ bài 9 tới bài 12. Một tí qua phần B cô sẽ giới thiệu 4 cấu trúc đó cho chúng ta ở nhà, chúng ta luyện tập 4 cấu trúc đó để làm bài cho thật là tốt cho cô nha. Rồi tới phần B nha. Phần B các bạn chú ý nè. Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 là chúng ta ôn từ bài 9 tới bài 12. Nhớ nha, từ bài 9 tới hết bài 12. Thì theo là cô sẽ ôn cho các bạn cái phần word form. Phần word form ở đây cô giới hạn cho các bạn một số từ. À, các bạn về ôn kỹ những cái từ word form này. Học cái phần word form này để chúng ta giải quyết được cái phần bài tập word form thôi nha. Còn về ngữ nghĩa từ vựng của tất cả những từ trong bài 9 tới bài 12 là bắt buộc các bạn phải thuộc cho cô nha. Rồi từ thứ nhất chúng ta sẽ gặp trong phần word form đó là từ improve. Improve ở đây cô cho các bạn hai loại từ thôi ha. Mình mới lớp 7 thì cái phần word form này thì chúng ta cũng chưa có được làm nhiều, làm quen lắm, thành ra ở cái phần word form cô cũng sẽ giới hạn cái phần tối giản nhất ha, dễ nhất cho chúng ta thôi. Các bạn cũng đừng quá lo lắng ha, chỉ việc học từ, học thuộc những từ các cô đã hướng dẫn. Từ thứ nhất đó là improve, động từ ha, động từ, và chúng ta biến về cho cô danh từ improvement, improvement. Từ thứ hai neighbor, neighbor. Người ta cho neighbor thì chúng ta sẽ biến đổi nó thành neighborhood ha. Neighbor là hàng xóm, neighborhood là khu xóm. Như vậy nó là hàng xóm hay khu xóm thì chúng ta cần phải dịch cái nghĩa của câu đó ra để xem người ta sẽ sử dụng cái nghĩa nào. Nếu sử dụng nghĩa nào thì mình cho cái từ đó vô ha, chú ý cho con. Rồi từ thứ ba chúng ta có từ show là may vá ha, showing. Từ thứ tư use, use động từ, useful, useful. Từ thứ năm health, health, healthy, healthy. Cũng dễ nhớ các bạn ha. Mỗi từ cô cũng chỉ cho có hai từ biến qua lại thôi. Từ số 6 là careful, carefully ha. Careful tính từ đổi thành carefully trạng từ. Từ thứ bảy height danh từ. À, nếu ta cho height danh từ thì chúng ta biến cho cô thành height tính từ ha. Rồi, từ thứ 8 weight động từ và danh từ weight, weight. Từ thứ 9 là sick, sick và danh từ sickness, sickness. Từ thứ 10 essence danh từ và tính từ của nó essence. Từ thứ 11 sneeze, sneezing. Ok. Từ thứ 12 là cough, coughing, cough, coughing. Từ thứ 13 disappear, disappearance. Từ thứ 14 là terrible. Từ thứ 15 là sensible, sensibly. Từ thứ 16 moderation, moderate, moderately. Từ này chú ý cho cô danh từ, tính từ và trạng từ luôn. Ha, danh từ, tính từ, trạng từ. Và từ cuối cùng là variety and various. Variety and various. Ok. Rồi đó là cái phần mà giới hạn về word form. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta cái phần mà viết câu không đổi nghĩa. Ở cái phần viết câu không đổi nghĩa thì chúng ta chú ý bốn cái cấu trúc sau đây. Bốn cấu trúc sau đây. Thứ nhất là cấu trúc đổi từ how qua what. Và ngược lại nha, cũng có thể người ta cho mình what đổi thành how. How đổi bằng what, thành what được rồi thì what đổi thành how chắc chắn phải làm được, đúng không các bạn? Rồi các bạn nhớ là công thức của how nè. Sao how là tính từ, ADJ.
Sau tính từ là động từ to be, và sau be là chủ ngữ, à, là cái người mà mình muốn hỏi, cái vật mà mình muốn hỏi đó, nó đóng vai trò là subject trong câu. Cô ký hiệu là chữ S, thấy rõ không? Rồi bây giờ chúng ta đổi thành what nè. Từ how đổi qua what thì công thức nó khác nha các bạn. Nếu sau how là tính từ thì sau what sẽ là động từ to be. Thấy rõ chưa? Sẽ là động từ to be. Rồi. Chúng ta sẽ lấy cái chủ ngữ, à cái chủ ngữ đứng cuối câu nè, trên câu how nè. Đưa xuống câu what, chúng ta sẽ biến nó thành tính từ sở hữu, thành tính từ sở hữu. Ví dụ ở trên đây chủ ngữ là I thì đem xuống tôi sẽ đổi I thành my, đúng không? Ở trên nếu là tôi thì xuống đổi thành của tôi. Còn nếu trên chủ ngữ là you thì xuống đây tôi đổi thành của bạn là your, you your, đúng chưa? He thì phải đổi thành his, she thì phải đổi thành her, vân vân. Nhưng đặc biệt chú ý cho cô nè, nếu nó là tên riêng, ví dụ trên chủ ngữ này là hỏi về bạn Lan, Lan thì dưới đây chúng ta phải thêm phẩy S vô, sở hữu cách. À, Lan phẩy S có nghĩa là của bạn Lan. Nhớ nha, nếu là tên riêng, danh từ riêng thì chúng ta phải thêm phẩy S vào. Còn nếu là đại từ nhân xưng, nó phải trở làm chủ ngữ như I thì mình đổi thành my, you đổi thành your, tính từ sở hữu ha. He đổi thành his, ha. She đổi thành her, vân vân. Rồi cô nhắc các bạn cái chuyện này nha, các bạn ưa sai lắm. Nhớ giùm cô nha, còn nếu là tên riêng thì phải thêm phẩy S vô. Hoa phẩy S, ha. Nam phẩy S, ba phẩy S. Rồi bước tiếp theo nè, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đổi tính từ adj thành danh từ đứng cuối câu. À, tính từ đổi thành danh từ. Đây, adj đem xuống đây đổi cho cô thành danh từ. À, thành danh từ. Thì cái phần tính từ đổi thành danh từ này trong lớp thầy cô đã dạy chúng ta kỹ lắm rồi. Chúng ta nên mở tập ra để ôm lại nha. Rồi cô cho các bạn coi một vài ví dụ nha. Ví dụ thứ nhất nè, cô có how old are you, ha, bạn bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi, thì xuống đây đổi thành what nè, các bạn thấy không? What is you đổi thành your nè, old tính từ đổi thành danh từ là age. What is your age? Hoặc là how heavy is Lan, à Lan nặng bao nhiêu, xuống đây sẽ đổi thành what is Lan là tên riêng, mình thêm phải s vô, thấy rõ chưa? What is Lan's weight? Từ heavy tính từ đặc biệt qua câu hỏi với what chúng ta phải đổi cho nó thành weight. Nhớ nha, chữ heavy phải đổi thành weight. À, đó là công thức đổi từ how qua what hoặc là what qua how. À, chúng ta về nhớ ôn kỹ lại cái phần này, chắc chắn sẽ gặp trong đề kiểm tra nha các bạn. Rồi, cấu trúc thứ hai nè. Cấu trúc thứ hai là chúng ta sẽ gặp là cấu trúc đổi từ remember. Remember là nhớ đúng không? Sao remember là to verb. Chúng ta sẽ đổi thành don't forget. À, don't forget là đừng quên. À, dặn người ta nhớ làm một việc gì đó, có nghĩa là dặn người ta đừng có quên làm một việc gì đó. Và cái này nó dễ lắm các bạn. Các bạn thấy là sao remember là to verb. Và sao don't forget cũng là to verb. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc làm cái gì? Chỉ việc làm một cái điều rất là đơn giản. Đó là nếu người ta cho remember thì mình đổi thành don't forget. Ngược lại nếu người ta cho don't forget thì mình phải đổi thành remember. À, cái cấu trúc này rất là dễ nha. Chúng ta phải làm được cái cấu trúc này. Nhớ nha, remember đã thành don't forget. Còn phía sau nó là cái gì thì viết là y chang cho cô. Bởi vì sao remember là to verb thì sao don't forget cũng là to verb, đâu có thay đổi gì đâu nè, đúng không? Thành ra nhiệm vụ của mình chỉ việc đổi don't forget thành remember. Phía sau còn cái gì viết lại hết cho cô. Và cô dặn các bạn cái điều này các bạn cũng hay bị sai nè. À, những bạn chặn nghe cho kỹ nè. Mình đổi remember thành don't forget rồi thì trong câu còn chữ remember không? Làm gì còn, đúng không? Mình đã nó thành don't forget rồi thì phải bỏ chữ remember đi. Có nhiều bạn có thấy ghi như thế này, don't forget rồi còn to remember nữa, sao được? Đúng không các bạn? Nhớ cho kỹ cho cô. Mình chỉ việc đổi remember thành don't forget, còn phía sau còn bởi cái gì to verb đó viết lại hết. À, ví dụ nè, các bạn coi ví dụ nha. Cô có câu này, remember to go to bed early. À, nhớ đi ngủ sớm. Mình dặn người ta nhớ đi ngủ sớm có nghĩa là đồng nghĩa với nó là đừng quên đi ngủ sớm. Các bạn thấy không? Cô đổi chữ remember nè thành chữ don't forget nè, rồi cái to verb phía sau cô viết lại hả? To go to bed early. Xong rồi, có điểm rồi. À, ráng phải lấy được nửa điểm ở câu này. À, rất dễ. Coi như tặng điểm luôn mà còn không lấy nữa là thôi thua luôn đó. Ráng cố gắng cái đề kiểm tra giữa học kỳ này chúng ta phải làm thiệt là tốt để chúng ta gỡ lại cái điểm ở học kỳ 1. Đề thi học kỳ 1 chúng ta làm điểm rất là thấp. À,
điểm rất là thấp, cầu chắc cầu cỡ trên 50% các bạn dưới trung bình đó. Thật ra ở cái đề này các bạn phải cố gắng làm thật tốt cho cô. Bởi vì cái điểm học kỳ 2 nó quan trọng gấp đôi học kỳ 1 nha. Học kỳ 2 nhân 2 cộng học kỳ 1 chia 3. Thật ra chúng ta cố gắng làm thật tốt cho cô. Cái câu này là phải làm được nha. Bạn nào mà không làm được ăn đòn đó. Rất là dễ ha. Đúng không nè? Có thấy dễ với cô không? Rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ cấu trúc thứ 2 nè. Cấu trúc thứ 3 nè. Cấu trúc thứ 3. À, chúng ta sẽ dùng so hoặc là su để viết lại câu. So hoặc su để viết lại câu. Nhớ cho cô nha. So su có nghĩa là cũng vậy. Cũng vậy. Nó được dùng trong câu khẳng định. Nó được dùng trong câu khẳng định. À, nhớ cho kỹ nha. So được đứng ở đầu câu và phải đảo ngữ. Su đứng ở cuối câu, không đảo ngữ. Không đảo ngữ. Như vậy đảo ngữ là sao mà không đảo ngữ là sao? Coi ví dụ ha. Coi ví dụ. Ba và Nam want to go to school. Ba và Nam muốn đi học. Ba và Nam muốn đi học. Bây giờ mình tách ra nè. Ba muốn đi học và Nam cũng vậy. Ba muốn đi học và Nam cũng vậy. Như vậy mình thấy nè. Ba wants to go to school. Đó là một câu khẳng, khẳng định. Và Nam cũng vậy. Câu khẳng định đúng không? Thì chúng ta phải dùng chữ so hoặc su. Câu đầu tiên cô dùng chữ su nè các bạn coi nè. À, bởi vì ở cái động, cái câu trước ta dùng động từ want ở hiện tại đơn. Ta dùng động từ want ở hiện tại đơn. Thì vế sau, vế sau chúng ta phải mượn trợ động từ do hoặc does. Mà Nam là ngôi thứ ba xuất, thành ra chúng ta phải dùng trợ động từ does. Chúng ta không lặp lại chữ want nha. Chúng ta không lặp lại chữ want, mà chúng ta phải mượn trợ động từ does để thế cho chữ want. À, như vậy cô sẽ viết lại là and Nam does phải cái to chấm hết, không cần lặp lại cái vế to go to school luôn. Dư ha, không cần lặp lại. Ba muốn đi học và Nam cũng vậy là ta cũng hiểu là Nam cũng muốn đi học rồi, mình đâu cần lặp lại, lặp lại chi cho nó dài dòng, nó dư đúng không? Chỉ cần dùng trợ động từ does thế vô là xong. Rồi câu thứ hai cô viết dùng chữ so này các bạn coi nè. Ba wants to go to school and so does Nam. Các bạn thấy nha. Su nó khác so ở chỗ, su đứng ở cuối câu đúng không? Còn so đứng ở đầu, đầu câu. Thấy rõ chưa? So đứng ở đầu câu. Và nếu dùng su thì chữ does đứng sau Nam đúng không? Nhưng mà nếu dùng so thì chữ does phải đảo ra trước chủ ngữ Nam. Và cái hành động đảo trợ động từ ra trước chủ ngữ cô gọi nó là đảo ngữ. Hiểu chưa? Cô gọi nó là đảo ngữ. Như vậy cô nhắc lại cách dùng so su nha. So su có nghĩa là cũng vậy. Nó được dùng trong câu khẳng định. Có phân biệt được câu nào là khẳng định, câu nào là phủ định không? Khẳng định là không có chữ not. Phủ định là có chữ not vô, hoặc chữ never vô. Never cũng là phủ định nha. Never là không bao giờ. Nó cũng là dạng câu phủ định nha các bạn. Có not hoặc là never thì nó là phủ định ha. Còn không có not, không có never thì nó là khẳng định. Tôi muốn là khẳng định, tôi không muốn là phủ định. Đúng chưa? Như vậy, ba muốn đi học là khẳng định. Và Nam cũng vậy. Như vậy thì, có bạn hỏi cô ơi, vậy thì trong đề thi con viết, con dùng chữ gì đây? Con xác định nó là khẳng định rồi nè. Vậy con dùng so hay to cô? Dùng cái nào cũng được. Nếu người ta gợi ý tới chữ and, các bạn chú ý nha, nghe cô dặn nha. Nếu người ta gợi ý tới chữ and, thì chúng ta dùng cái nào cũng được. Các bạn có thể nói là and Nam does too. Hoặc là and so does Nam. Nào cũng được chứ. Nhưng chú ý cái chữ nhân nha. Nhưng nếu người ta gợi ý là ba wants to go to school and Nam, ta nhắc chữ Nam, à ta có chữ Nam sẵn luôn, thì lúc đó người ta ép mình phải viết bằng chữ su. Nam chủ ngữ đứng đầu câu rồi thì bắt buộc phải dùng su ra thôi, đâu còn cách nào khác đúng không? And Nam does su. Còn nếu người ta gợi ý chữ có chữ so, ví dụ người ta nói ba wants to go to school and so ba chấm, thì lúc đó người ta ép mình phải dùng chữ so rồi, mình đâu có được dùng so đúng không? And so does Nam. Ok, vậy cô nhắc lại nha, nhớ cho kỹ nha. Khi làm so to, nếu xác định nó là câu khẳng định, hãy dùng so to. Và coi cái gợi ý của đề, nếu gợi ý nó gợi ý tới chữ and thôi thì tôi thích dùng to cũng được, thích dùng so cũng được. Nhưng mà dùng to dễ hơn đúng không các bạn? Đúng không, đúng không? Dùng to chúng ta đâu cần đảo ngữ. Còn dùng so phải đảo ngữ, không đảo ngữ là mất hết điểm.
đúng không? Nếu người ta cho mình quyền tự do lựa chọn, cô nghĩ là chúng ta dùng su dễ hơn. Còn nếu người ta ép mình, người ta gợi ý là and nam thì bắt buộc phải dùng su rồi. Hoặc là ta gợi ý là and so thì bắt buộc phải dùng so rồi, không có quyền lựa chọn. Hiểu chưa? Và nhớ giùm cô nha, các bạn phải quan sát cái chỗ này nữa nè, cô dặn nè. Nếu người ta cho mình động từ want, phải coi nó hiện tại hay quá khứ. Nếu nó thêm s là hiện tại rồi, thì chỗ này mình dùng trợ động từ does. Còn nếu nó thêm ed và wanted, thêm ed, thì chỗ này mình có được dùng trợ động từ does không? Đương nhiên là không rồi, đúng không? Ở đây quá khứ mà, thí dụ wanted thì chỗ này phải là did and nam did so. Ok, nhớ cho kỹ cho cô nha, phải quan sát, làm bài phải quan sát. Cái đề có tới 60 phút lận, 60 phút cô bảo đảm các bạn sẽ dư giờ. Thành ra khi làm xong đừng ngồi chơi, hãy dò lại hết cho cô, đọc cho thật là kỹ đề ha, đọc từng chữ một cho cô thiệt là kỹ đề, coi sai sót chỗ nào chỉnh liền cho cô. Rồi cô cho các bạn coi câu ví dụ thứ hai nha. Câu ví dụ thứ hai: nghe hoa atoll, nghe và hoa cao. Bây giờ ta tách ra nè, ta tách ra nè. Nghe thì cao và hoa cũng vậy, thấy rõ chưa? Nghe thì cao và hoa cũng vậy. Đây, nghe is tall and hoa is too. Cô chấm bài cô thấy có cái lỗi này các bạn hay mắc lắm. Ở trên các bạn thấy nè, nghe and hoa are tall, cái nhiều bạn viết như thế này nè, nghe is tall and hoa are too, được không? Sao được, đúng không? Ở đây, ở trên đây ta dùng là tại vì nghe and hoa tới hai đứa số nhiều ta mới dùng are, ta gộp lại mà, ta gộp hai đứa lại mới dùng are. Còn ở đây mình tách ra từng đứa. Bạn nghe thì cao, nghe is tall, nghe nè, có một mình nghe thì phải là is rồi. Như vậy còn lại bạn hoa, cũng có mình bạn hoa thôi, thì mình phải đổi chữ a thành chữ is liền chứ, đúng không? And hoa is so. Nhớ nha, nhớ đọc cho kỹ nha, phải cẩn thận cho cô. Rồi bây giờ nếu cái đề nó gợi ý tới chữ and thôi thì tôi cũng có quyền viết mà thành so vậy, đúng không? Nghe is tall and so is hoa, thấy rõ chưa? Khi dùng so nè, so đứng đầu câu và phải đảo ngữ. Ở trên so thì mình dùng lấy hoa is so, nhưng mà so thì mình phải đảo chữ is ra trước chữ hoa này, thấy chưa? Hoa, so is hoa. Đó, hiểu cái từ đảo ngữ của cô chưa? Rồi cô nhắc thêm một điều nữa, nhớ cẩn thận nè. Có nhiều bạn hỏi cô ơi tại sao câu 1 người ta dùng trợ động từ does, tại sao câu thứ 2 cô không dùng hoa does so luôn? Giải thích. Tại vì ở câu trên ta dùng động từ wants, động từ thường, thì mình phải mượn trợ động từ. Còn nếu ở cái đề ta cho động từ to be, to be, am, is, are, hoặc là was, were, quá khứ, thì đối với động từ to be, đối với chữ can, đối với chữ must, đối với chữ will, đối với chữ should, những cái modal verb đó, chúng ta không cần mượn trợ động từ, mà chúng ta xài lại nó luôn. Nếu ở đây người ta cho động từ to be thì phía sau tôi xài lại to be. Nếu người ta cho chữ can có thể thì tôi xài là chữ can có thể. Nếu người ta cho chữ will tương lai, tôi xài là chữ will. Chỉ khi nào ta xài động từ thường ở hiện tại, tôi mới mượn trợ động từ do does. Còn nếu ở quá khứ, tôi mượn trợ động từ did. Nhớ kỹ cái điều này nghe, nhiều bạn sai lắm, cô nhắc đi nhắc lại là rất là, tại vì rất là nhiều bạn sai chỗ này ha. Kinh nghiệm chấm bài cô thấy đó, các bạn né những chỗ này ra cho cô. Nếu ở đây các bạn thấy ta xài động từ to be thì dễ lắm, ở dưới các bạn dùng lại to be thôi và chú ý số ít số nhiều thôi. Ở trên đây nghe hình hoa hai đứa ta dùng a, nhưng mà dưới đây tách ra rồi, tách ra thành hai câu thì lại phải dùng is chứ, đúng không nè? Rồi tóm lại nha, cô nhắc lại nè, khi chúng ta làm so đầu tiên chúng ta phải đọc xem câu đó là câu khẳng định thì chúng ta mới xài so. Nếu dùng so thì su đứng ở cuối câu và không cần đảo ngữ. Còn nếu dùng so thì so đứng ở đầu câu và phải đảo ngữ. Nếu người ta cho động từ thường ở hiện tại đơn, tôi phải đi mượn trợ động từ do does. Ở quá khứ tôi đi mượn trợ động từ did. Nếu người ta cho động từ to be, am, is, are ở hiện tại, hoặc là was, were ở quá khứ, hoặc là tương lai will, hoặc là modal verb như là can, could, should, must, vân vân, thì chúng ta không cần mượn trợ động từ mà chúng ta sẽ xài lại những canh chàng đó. Được chưa? Rồi. Xong nha, xong sâu sâu nha, là ba cấu trúc rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ qua cấu trúc cuối cùng, đó là neither, either. Neither
either có nghĩa là cũng không. À, như vậy thì nếu so to dùng cho câu khẳng định thì neither either dùng cho câu phủ định. Nhớ nha, như nãy cô nhắc phủ định là có chữ not hoặc là never. Đó là nha, neither either dùng trong câu phủ định. Neither giống so ha. Nếu so đứng ở đầu câu thì neither cũng đứng ở đầu câu và phải đảo ngữ. Nhưng đặc biệt khi dùng neither chúng ta phải bỏ chữ not đi, à, không giữ lại chữ not nha. Còn either nè, either cũng dùng trong câu phủ định nhưng nó đứng ở cuối câu và không đảo ngữ. Và đặc biệt thêm một cái nữa là phải giữ lại chữ not. Nói chưa hiểu coi câu ví dụ mới hiểu nè. Này coi câu ví dụ nha. Cô có cái câu là ba và Nam can't swim. Ba và Nam không thể bơi. Nè thấy chữ cannot không? Rõ ràng không? Là câu phủ, phủ định. Ba và Nam không thể bơi, như vậy mình tắt ra nè. Có nghĩa là ba không thể bơi và Nam cũng không. Và Nam cũng không. Đúng không? Rồi các bạn coi cô làm nha. Đây, ba can't swim. Ba không thể bơi. And Nam, nè các bạn thấy ở trên ta dùng động từ modal verb can đúng không? Thì ở dưới mình dùng lại chữ can. Có cần mượn trợ động từ does chỗ này không? Không. Bởi vì ta dùng can thì mình dùng lại can như nãy cô nói. Và khi dùng either nè, các bạn thấy không? Either đứng ở cuối câu, không cần đảo chữ can ra trước Nam, cô gọi là không đảo ngữ và giữ lại chữ not luôn, giữ lại chữ not luôn. Thấy rõ chưa? Nhưng cách thứ hai cô dùng neither nè. Neither thì đứng ở đầu câu, neither đứng đầu câu, thấy chưa? Và phải đảo ngữ, có nghĩa là cô đảo chữ khen ra trước chữ nam nè, thấy rõ chưa? Khen được cô đảo ra trước nam. Và phải bỏ not đi. Các bạn thấy ở đây cô còn chữ not không? Không, khen nam. Còn đây là nam can't either, chứ là neither can nam. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Chưa rõ coi câu ví dụ thứ hai nha. Rồi, các bạn coi câu ví dụ thứ hai nè. Nga và Hoa đã không đi học trễ hôm qua. Nga and Hoa didn't go to school late yesterday. Cô sẽ viết thành Nga đã không đi học trễ hôm qua và Hoa cũng không. Đây, cô dùng either thì cô giữ lại chữ not và không đảo ngữ. Và đặc biệt nè, tại sao đây cô dùng didn't? Tại vì phía trước ta dùng didn't. Thấy rõ chưa? Khi làm câu phủ định dễ lắm mấy đứa. Thấy phía trước ta dùng trợ động từ nào, phía sau mình dùng lại trợ động từ đó. Quá khứ didn't, phía sau dùng lại didn't. Hiện tại nếu đây ta dùng don't, thì xuống tay mình chỉ cần để ý nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba xuất thì mình chuyển qua doesn't, còn nếu chủ ngữ không phải ngôi thứ ba xuất thì mình dùng don't luôn. Rồi bây giờ qua neither. Dùng either thì đứng cuối câu, không đảo ngữ giữ lại nó. Còn dùng neither nè, dùng neither, neither đứng đầu câu phải đảo ngữ, có nghĩa là chữ did phải đảo ra trước chữ hòa và phải bỏ nó đi. Neither did hòa. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa các bạn? Vậy thì cô rút lại một điều nha. Trong đề mình sẽ có hai câu, một câu dùng so to, một câu dùng neither either. Vậy thì khi ta dùng so to, xác định nó khẳng định dùng so hoặc to. Xác định nó phủ định dùng neither hoặc either. Neither either là cũng không được dùng trong câu phủ định. Neither đứng ở đầu câu phải đảo ngữ và phải bỏ chữ not đi. Còn either đứng ở cuối câu không đảo ngữ và phải giữ lại chữ not. Được chưa? Rồi, chúng ta chỉ có 4 cái cấu trúc đó thôi, cần phải ôn luyện lại. Trong lớp đương nhiên các cô sẽ cho các bạn bài tập ôn tập ha. Các bạn sẽ làm và các cô sẽ sửa cho các bạn ha. Chúng ta nhớ luyện để lấy điểm thiệt là cao trong cái kỳ thi giữa học kỳ này cho cô nhé. Rồi, nội dung ôn tập cô nhắc nhở các bạn như đó. Và các bạn nhớ về nhà học từ nè, học từ lòng word firm nè, những điểm ngữ pháp cô mới dặn nè. Và tất cả những từ vận từ bài 9 tới bài 12 phải thuộc ngữ nghĩa hết nha. Làm bài tập các cô trong lớp cho và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi giữa học kỳ 2 vào ngày thứ 5. Vào ngày thứ 5 ha. Vào ngày thứ 5. Rồi, cô chào các bạn nha. Chúc các bạn thiệt là may mắn nha. Là good luck, goodbye.